Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 2, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Nông dân Mường La tập trung chăm sóc cây ăn quả. tân xuân giúp người dân chuyển nhà đến ở mới. Đối biên phòng cửa khẩu lóng Sập bắt giữ 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ thuốc nổ. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mặc dù thời gian qua tình hình thế giới trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn hơn, song với sự vào cuộc nỗ lực quyết tâm cao của cả thủ chính trị, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Trong thành công chung có sự đóng góp tích cực quan trọng của doanh nghiệp nhà nước. Năm 2023, tổng doanh thu của doanh nghiệp nhà nước khoảng 1.652 triệu tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế khoảng 125,8 triệu tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 166 triệu tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm. Doanh nghiệp nhà nước ngày càng thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, chi phối, chủ đạo trong những ngành lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp thiết thực vào xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc để tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với tinh thần kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 07/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao là quản lý vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo ra khí thế, tư duy, cách làm mới, quyết tâm, quyết liệt trong hành động. Khẩn trương triển khai có kết quả và hiệu quả đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn trọng điểm của quốc gia trong các lĩnh vực quan trọng theo chiến lược ưu tiên tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính khắc phục tình trạng đầu tư phân tán giàn trải không hiệu quả nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế sắp xếp tinh gọn bộ máy nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ngày 23 tháng 2, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt quy định về tổ chức quản lý vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trong Công an Nhân dân và hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thông tư số 73-2023 của Bộ Công an quy định về tổ chức quản lý vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trong công an nhân dân hướng dẫn sử dụng hệ thống thanh toán và phần mềm đối soát hoàn trả phí lệ phí trên cổng dịch vụ công bộ công an qua đây nhằm giúp cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương hiểu và nắm chắc những quy định thông tin cần thiết về tổ chức quản lý vận hành hệ thống hội nghị truyền hình và kỹ năng sử dụng hệ thống thanh toán biên lai điện tử và phần mềm đối soát hoàn trả phí lệ phí trên cổng dịch vụ công bộ công an đây là những nội dung nhiệm vụ rất quan trọng thay đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường điện tử. Thời điểm này, những vườn ăn quả như là bưởi, cam, nhãn, vải thiều đã ra hoa, đậu quả. Người trồng ăn quả trên địa bàn huyện Mường La đang tập trung bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, nâng cao tỷ lệ đậu quả và hướng tới một mùa bội thu. Toàn huyện Mường La hiện có 6.547,7 hectare cây ăn quả và 2.496 hectare cây sơn trà sản lượng cây ăn quả và cây sơn tra năm 2023 đạt trên 33.012 tấn, trong đó mận hậu 120 tấn, xoài 5.347 tấn, chuối 13.070 tấn, nhãn 1.946 tấn, cây ăn quả khác 4.517 tấn. Ngay từ cuối vụ thu hoạch trước, huyện đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông các xã hướng dẫn nhân dân tu sửa hệ thống tưới ẩm các vườn, thu gom phân chuồng về ủ hoai mục, phân bón vi sinh để bón cho diện tích cây ăn quả kích thích cây sinh trưởng, nảy lộc, ra hoa, đậu quả, tích cực chuyển đổi diện tích vườn tạp sang ghép giống cây ăn quả mới, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, tạo sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, hình thành chuỗi sản xuất liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới thị trường trong nước và xuất khẩu. Huyện Mường La có địa hình chia các phức tạp, nhiều nơi có độ dốc lớn, nhiều sông suối chảy qua, thường xảy ra thiên tai như là rông lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Quan tâm sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai được xem là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền địa phương này. Theo báo cáo của huyện Mường La, từ năm 2023 đến nay, địa phương đã và đang thực hiện 9 dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho tổng số 285 hộ dân với tổng mức đầu tư 116,17 tỷ đồng trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 53,31 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 60,41 tỷ đồng, ngân sách huyện là 2,45 tỷ đồng. Đến nay, 5 trên 9 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra giả soát các dự án sắp xếp ổn định dân cư, đồng thời huy động các cấp các ngành và toàn xã hội chung tay góp sức giúp đỡ bà con vùng thiên tai dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống kịp thời triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhìn chung, các dự án bố trí sắp xếp dân cư khi triển khai nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của bà con về nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, tình hình vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình. Những ngày đầu xuân năm mới này, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ đã huy động trên 60 cán bộ công chức xã, dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tham gia giúp đỡ hai hộ gia đình tại điểm dân cư A Lang thuộc bản Lấy tháo dỡ nhà vận chuyển đồ đạc đến ở mới. Nhà neo người lại khó khăn về kinh tế, gia đình anh Phàng A Chứ và Phàng A Lư rất phấn khởi khi chính quyền địa phương hỗ trợ nhân lực để chuyển nhà đến nơi ở mới. Đây cũng là hai trong tổng số 10 hộ dân còn lại của điểm dân cư A Lang thực hiện việc di rời nhà ở sau khi sáp nhập hai bản Láy và A Lang, xã Tân Xuân theo chủ trương của huyện, xã. Gia đình tôi rất khó khăn. Hôm nay được cán bộ xã ở bản và công an cũng như các chú bộ đội quan tâm giúp đỡ gia đình dỡ nhà chuyển xuống khu ở mới để ổn định cuộc sống tốt hơn. Tôi cảm ơn rất nhiều được thành lập từ trước năm 1985 với 47 hộ, 251 nhân khẩu, 100% bà con là dân tộc Mông. Bản nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Xuân Nha, chưa có hệ thống đường giao thông cứng hóa, điện lưới quốc gia, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Ở các cụ thì ở rất là lâu năm, chuyện từ Bác Yên và alan Lan đây là ở đây hơn 40 năm rồi. Bạn chưa có điện, thì nó đường xa xôi, đường đi lại nó rất là khó khăn. Tôi đề nghị à, à, chúng tôi chuyển di chuyển xuống bản suối con để có điện, có đường và con cháu đi học hành nó thuận tiện hơn. Để tạo thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, sau khi giả soát, năm 2020, huyện Vân Hồ đã triển khai dự án di chuyển, bố trí sắp xếp tái định cư và hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các hộ gia đình. Mỗi hộ 10 triệu đồng. Quá trình tuyên truyền dù có những khó khăn nhất định, nhưng cấp ủy chính quyền xã vẫn kiên trì vận động để nhân dân đồng tình ủng hộ. 80% là nằm trong diện là hộ nghèo. Do đó thì việc di chuyển thì còn gặp nhiều khó khăn. Thì với sự kiên trì phối hợp giữa tổ công tác của huyện với tổ công tác của xã phân công giao nhiệm vụ cho mặt trận tổ quốc các tổ chức trị xã hội để phối hợp các lực lượng như công an, biên phòng, quân sự để hỗ trợ. Hiện nay đã thực hiện di chuyển là trên 80%. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, xã Tân Xuân đã huy động lực lượng hỗ trợ trên 300 ngày công giúp đỡ 6 hộ dân tháo rỡ nhà chuyển đến nơi ở mới. Với phương châm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, 8 hộ dân còn lại sẽ tự nguyện di chuyển theo chủ trương đã đề ra, vừa góp phần xây dựng quê hương, vừa an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. nhằm ghi nhận tôn vinh những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Mộc Châu trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2023, thị trấn Mộc Châu vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và các hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn. Trên địa bàn thị trấn Mộc Châu có 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 500 hộ kinh doanh cá thể. Trong những năm qua, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thị trấn đã trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần phát triển đô thị Mộc Châu từng bước hiện đại. Đặc biệt năm 2023 với sự chung tay ủng hộ đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo thêm nguồn lực rất quan trọng để thị trấn Mộc Châu hỗ trợ nhân dân trên địa bàn xây dựng và sửa chữa ba nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 310 triệu đồng và trao tặng hàng trăm xuất quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, thị trấn quyết tâm xây dựng chính quyền thân thiện, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã vừa tổ chức hội nghị khắc phục những tồn tại vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc khắc phục những tồn tại vi phạm trong công tác phòng cháy chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và một số văn bản liên quan đến luật phòng cháy và chữa cháy huyện Sông Mã đã thành lập đoàn kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 60 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, trong đó có 25 cơ sở đảm bảo hệ thống báo cháy và 5 cơ sở đảm bảo cấp nước chữa cháy ngoài nhà và chữa cháy trong nhà. Các cơ sở còn lại chưa đảm bảo các nội dung như giao thông phục vụ chữa cháy không đảm bảo, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và trong nhà chưa được trang bị, một số cơ sở chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit và hệ thống báo cháy. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn biện pháp tháo gỡ một số tồn tại vướng mắc như một số cơ sở, xe chữa cháy không tiếp cận được do chiều cao thông thủy của cổng ra vào không đảm bảo, thiếu lối thoát nạn thứ hai. Thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn huyện để từ đó đề ra những giải pháp biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Thực hiện kết luận số 280 ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, ngành giáo dục của thành phố Sơn La đã tập trung giả soát mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn hiệu quả, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới. Trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trường học theo hướng đồng bộ, hiện đại, duy trì vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giữ vững số lượng chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt trong năm học 2023-2024, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục. Đến nay, thành phố đã duy trì và giữ vững 37 trên 45 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 82%, hoàn thành nâng cấp hệ thống mạng Wi-Fi 23 trên 23 trường học cổng thông tin điện tử phòng giáo dục và đào tạo và các nhà trường, mô hình phòng học, dạy học trực tuyến, cài đặt và vận hành phần mềm quản lý dạy học, tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn giáo dục STEAM cho 1456 cán bộ giáo viên, xã hội hóa một lớp học thông minh tại trường cho cơ sở Nguyễn Trãi, ra soát hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số giáo dục cho 23 trên 23 đơn vị trường học ngày 23 tháng 1 trường tiểu học và chùa cơ sở xã Trường Yên huyện Vân Hồ đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường có 54 cán bộ giáo viên và trên 700 học sinh thuộc hai khối tiểu học và trung học cơ sở. Những năm qua các thế hệ thầy trò nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, khuyến khích cán bộ giáo viên, học sinh tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chọn học sinh giỏi các khối 6, 7, 8, 9 tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh bậc trung học cơ sở. Tập thể sư phạm nhà trường và nhiều giáo viên học sinh đã được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khoa học Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Ủy ban Nhân dân huyện. Trong bước đi tiếp theo, trường tiểu học trung học cơ sở Triềng Yên, huyện Vân Hồ tiếp tục xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu, Toán nhân dân huyện và xã Lóng Sập tổ chức thăm và trao tặng gần 1.000 dụng cụ học tập cho học sinh các điểm trường khó khăn của xã Lóng Sập huyện Mộc Châu. Tại các điểm trường tiểu học A Lá và điểm trường tiểu học phiên Cài xã Lóng Sập, Đoàn công tác đã trao dụng cụ học tập và 150m rào lưới B40, một máy giặt 14kg cùng bàn ghế học tập, áo đồng phục, dép, sách vở và các dụng cụ thiết yếu khác. Tổng trị giá quà tặng lên đến trên 100 triệu đồng. Lóng sập là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Mộc Châu, cơ sở hạ tầng tại các điểm trường còn sơ sài thiếu thốn. Qua tìm hiểu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ Nhà Hà Nội đã cam kết sẽ hỗ trợ nhà trường đổ bê tông toàn bộ sân trường với tổng diện tích trên 300 m2. Đây là một tin vui giúp thầy trò nhà trường sớm có thêm không gian sạch đẹp để học tập vui chơi và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe cho nhân dân những năm qua, ngành y tế huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng các quy trình chăm sóc, khám, điều trị bệnh dưới sự kiểm tra quản lý chất lượng một cách toàn diện, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong công tác khám chữa bệnh, khuyến khích cán bộ, nhân viên, y bác sĩ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao, tạo ra sự chuyển biến trong công tác khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực cấp cứu, hồ sơ bệnh án người bệnh, bảo đảm chẩn đoán điều trị bệnh hợp lý theo đúng phác đồ điều trị. Năm 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã khám và điều trị cho trên 25.300 lượt người. Đối với công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân thì trung tâm y tế chỉ đạo các trạm y tế là bám sát cái tình hình dịch bệnh mô hình bệnh tật trên từng địa phương cụ thể để từ đó mà chúng ta tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, 11 trên 11 trạm y tế xã đều có bác sĩ khám chữa bệnh, 103 trên 103 bản xóm có y tế bản. Hàng năm, cùng với đơn giản hóa các thủ tục hành chính xây dựng văn hóa công sở, nâng cao y đức, văn hóa ứng xử giao tiếp trong khám chữa bệnh, Trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo các khoa phòng trạm y tế các xã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với các cơ quan đơn vị đoàn thể triển khai hiệu quả các chương trình y tế dân số, y tế dự phòng. Tăng cường công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe trên địa bàn toàn huyện đạt trên 90%. Lần đầu tôi mang thai đến trạm y tế thì được các bác sĩ tư vấn về tiêm phòng về chăm sóc về sức khỏe, về dinh dưỡng để cho con sinh ra khỏe mạnh và an toàn. Những nỗ lực của tập thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tạo ra được những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đem lại niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh. Vào hồi 12 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2024, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Lõm Sập, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét các đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 950 g thuốc nổ. Theo đó, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu Lõm Sập đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Nó sinh năm 1997, Hoàng Văn Giáp sinh năm 1984, Hoàng Văn Hoàn sinh năm 1992 đều trú tại bản Phách, xã Trường Khừa, huyện Mộc Châu, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là 17 viên ma túy tổng hợp và các vật chứng có liên quan. Kiểm tra túi khoác của đối tượng Hoàng Văn Nó, tổ công tác phát hiện có 950 gram thuốc nổ và 5 kíp nổ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên mua của một người lạ không biết tên mang về để chế pháo nổ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình sơn la cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại